Ngọc Sơn có gửi tặng cho các con. Hôm qua Ngọc Sơn đi lùng khắp Sài Gòn, khắp thành phố Hồ Chí Minh mới mua được 50 thùng sữa đã chuyển đến đây rồi. Và Ngọc Sơn cũng đại diện cho xi măng Xuân Thành gửi đến các con. Ngọc Sơn đại diện nha, tiền của xi măng Xuân Thành gửi đến các con là 500 triệu đồng. Cố gắng tu thật tốt nha. Và bây giờ Ngọc Sơn xin kính chào. Anh ba ơi, dạ cho em xin được cướp lời anh ba một chút xíu ạ. Và để có đôi lời cũng như là đáp lại tấm lòng của anh ba Ngọc Sơn ngày hôm nay, giờ đây cho phép chúng con xin được trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Minh Viên, chủ trì chùa Pháp Lạc và cũng là người đã đồng hành với cố ca sĩ Phi Nhung trong suốt thời gian vừa qua cùng với mái ấm Vòng Tay Dưỡng Tử và 23 người con này. Xin mời tất cả quý vị cùng chờ đón sư cô Thích Nữ Minh Viên. Và con xin phép được mời sư cô có đôi lời ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Trước tiên, sư cô xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh em nghệ sĩ đã đến đây kính viếng và chia buồn ngày lễ chôn thất của ca sĩ Phi Nhung. Và sư cô với vừa được nghe ca sĩ Ngọc Sơn cũng như nhà sư Măng Xuân Thành có nhả lời là tặng một số tiền cho các con. Thật ra đối với sư cô và các con thì khoản tiền đó thật ra nó cũng rất là lớn, nhưng mà ngược lại thì nó cũng không phải là để mà trong lúc này thì tuy rằng là cái sự đau đớn nhất sư cô và cũng như các con là sự mất mát rất lớn đối với ca sĩ Phi Nhung, và như các con đã mất mẹ một lần thứ hai thì sư cô xin chân thành cảm ơn tấm lòng đó. Nhưng trong lúc này thì sư cô dồn hết tâm trí và như các con để lo cho mẹ trong buổi lễ chôn thất này cho hoàn mãn, thì sư cô xin chân thành cảm ơn, nhưng sư cô không nhận số tiền đó. Dạ sư cô thư là sư cô hiện bây giờ sư cô xin khắc lại, sư cô không nhận số tiền đó. Và hiện bây giờ sư cô muốn để lo công việc ngay bây giờ để cho các con và sư cô cũng như tất cả mọi người để nhất tâm cầu nguyện cho lễ chung thất của Phi Nhung lúc này được cho được thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật đó. Vậy thì mấy sữa gửi cho các con Con xin được